Trong video này, chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn về một trong những chiến lược khả thi cho giao dịch tiền crypto. Sau khi nghiên cứu nó, bạn sẽ có thể mua bán token Antima hiệu quả hơn. Chúng ta sẽ nói về chiến lược đặt lệnh trên sàn giao dịch crypto. Vì thế, để bắt đầu, xin chia sẻ một chút về lý thuyết. Lệnh, đó là yêu cầu đặt hàng cá nhân của bạn để mua hay bán tiền crypto. Trước hết, chúng được chia thành lệnh thị trường, market order và lệnh chờ, pending order. Lệnh thị trường là khi bạn trực tiếp đặt lệnh mở giao dịch trên phần mềm của sàn giao dịch và nó phải được thực thi theo giá hiện tại, tức là giá thị trường. Lệnh chờ là khi bạn đặt trước lệnh ở một điểm nhất định, nó chỉ thực thi khi giá đi tới điểm được chỉ định ấy, tức là bạn hoãn thực thi lệnh trong một thời gian nhất định. Cơ sở chiến lược mà chúng tôi chia sẻ với các bạn là sử dụng lệnh chờ. Chú ý, video này không phải là khuyến nghị tài chính, chúng tôi chỉ chia sẻ với bạn về một trong những chiến lược tồn tại trên thị trường, quyết định có sử dụng nó hay không là của bạn. Đầu tiên, đừng bán theo giá thị trường, hãy đặt lệnh chờ ở mức giá bán cao hơn. Quyết định tối ưu sẽ là đặt lệnh chờ ở giá cao hơn thị trường 50%. Điều đó mang tới cho thị trường tín hiệu rõ ràng về việc Antima chưa được định giá đúng và sẽ là động lực tăng giá token. Thứ hai, hãy sử dụng chiến lược trung bình giá. Nói cách khác, hãy mua và bán theo bậc thang. Chúng ta gọi chiến lược trung bình giá là khi bạn đặt không chỉ một lệnh theo mức giá cụ thể, mà đặt vài lệnh theo các mức giá khác nhau. Do đó, khi tài sản tăng giá, trong trường hợp mở các lệnh mua theo bậc thang bạn sẽ nhanh chóng có lời. Nếu bạn không phải mới vào thị trường, thì có lẽ bạn đã gặp tình huống rằng, sau khi bán tài sản, nó bắt đầu tăng giá như thể chiêu ngươi bạn. Chiến lược ta nói tới ở đây, tức là bạn đặt một số lệnh ở mức giá cao hơn, sẽ cho phép tránh được sự thất vọng ấy. Tất nhiên, ai cũng mong ước mua đáy bán đỉnh. Nhưng hãy nhớ rằng, điều đó thực tế là không thể. Thậm chí cả những tay chơi lớn, các cá voi với đầu tư hàng tỷ đô vào tiền crypto cũng đang mua bán theo bậc thang. Không ai có thể đoán định được chính xác đáy và đỉnh giá. Chiến lược tốt sẽ là mua bán Antima theo bậc thang, tại giá cao hơn với khoảng cách lệnh là 20%. Để đạt thành công trên thị trường crypto, bạn phải hiểu rằng sự chờ đợi là hoàn toàn bình thường. Vì thế, hãy luôn cố gắng bán Antima từng phần theo giá cao hơn. Nếu bạn quan tâm tới việc kiếm lời trong dài hạn, bạn có thể định kỳ mua Antima với khoảng thời gian nhất định, theo số lượng như nhau. Nếu bạn quyết định rằng, ngày 1 hàng tháng, bạn sẽ mua Antima với số vốn $100 cho danh mục đầu tư của mình, thì bạn phải sẵn sàng chi trả $100 ấy trong vòng vài năm. Mỗi người sẽ có con số khác nhau, có người mỗi tháng đầu tư $50, có người thì $5,000. Đây là một chiến lược rất linh hoạt và bạn có thể dễ dàng tùy biến cho bản thân mình. Thậm chí nếu bạn thấy rằng token đã mất giá mạnh, hãy vẫn tiếp tục đầu tư và mua nó theo giá rẻ. Khi giá tăng lên, bạn sẽ nhận được lợi nhuận tuyệt vời. Quan trọng cần hiểu rằng, chúng ta sẽ chỉ có thể đạt được kết quả nếu toàn thể cộng đồng Antima triệu con người cùng tuân theo chiến lược này. Hãy hình dung, trên thị trường sẽ đưa lên hơn triệu lệnh giao dịch với mức giá cao. Đây sẽ là tín hiệu vô điều kiện đối với thị trường về việc Antima đang bị định giá chưa đúng và sẽ mang tới sự tăng giá mạnh mẽ cho token này. Vì thế, việc thực hiện chính xác khuyến nghị và lan tỏa video này cho nhiều người sẽ mang lại lợi ích cho tất cả.